Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Bé khỏe mạnh khi bé có khả năng miễn dịch tốt. Physio Boostimin là công thức mới với các dưỡng chất thiết yếu kết hợp hoàn hảo, tăng cường miễn dịch của bé hiệu quả. Boostimin chỉ có trong Physio.